Xin chào tất cả các bác và anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của em Tuấn Audio ngày hôm nay nhé các bác nhé. Thì ngày hôm nay bên cửa hàng em sẽ lên một cái video giới thiệu và so sánh hai cái dòng sản phẩm vang số Shiso 1080 và dòng sản phẩm vang số X12 nhé các bác nhé. Thì đầu tiên đi qua, mong các bác hoan hỉ cho em Tuấn Audio xin một đăng ký kênh và một like vào cái video này nhé các bác nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay bên cửa hàng em lên cái video so sánh này về hai dòng sản phẩm này được rất là nhiều anh em quan tâm và cũng như là so sánh từ ngày xưa đến nay rồi. Và ngày hôm nay em lên cái video này theo cái quan điểm cá nhân của em thì em sẽ đánh giá chi tiết hơn về hai cái dòng sản phẩm này cho tất cả các bác và anh chị em cùng theo dõi và cũng như là cùng nghe để có thể biết thêm về cái dòng sản phẩm vang số X12 và vang số Shiso 1080 nhé các bác nhé. Thì đầu tiên để mà đánh giá ngay từ vẻ bề ngoài của hai chiếc vang thì ngày hôm nay bên cửa hàng em mang ra một chiếc vang số X12 phiên bản đặc biệt của thương hiệu Decaking, còn dòng Shiso thì các bác không lạ lẫm gì rồi, với màu sắc chủ yếu ngày hôm nay là của dòng vang số X12, nó là phiên bản đặc biệt với màu sắc là màu xanh ngọc được phủ một lớp nhám này, rất là bền bỉ nhé các bác nhé, rất là bền bỉ luôn. Còn riêng dòng Shiso thì là luôn luôn là một màu tím thủy chung rồi từ ngày xưa đến nay rồi, anh em không còn xa lạ gì, nó một màu tím rất là thủy chung. Về đánh giá về vẻ đẹp thì em đánh giá chiếc vang số X12 và chiếc vang số Shiso nó như nhau, hai con vẻ đẹp nó đều như nhau. Còn tiếp theo, về cái phần tiếp theo là đập vào mắt người xem, đó chính là màn hình hiển thị, phải không ạ? Thì cái màn hình hiển thị của dòng vang số Shiso thì sẽ hiện cổng AUX1 này, hệ số này, các cái thông số kỹ thuật của các cái đường mic hay là các cái đường echo reverb này, và đang ở chế độ M1 hay là M2 này. Và cái màn hình hiển thị của nó có thêm chữ chào mừng cái super và cái chip xử lý của nó là DSP. Còn về cái dòng vang số X12 thì nó này rất là đơn giản, nó vẫn như là các cái dòng vang số X3, X5, X7, X8 thôi. Nó đều hiển thị music này, cần mic, rồi là các cái chế độ M1 và chế độ effect đang ở mức độ bao nhiêu thôi, chứ nó không hiển thị đầy đủ thông số chi tiết giống như là chiếc vang số Shiso 1080. Đó chính là cái điểm thu hút người hơn và được đánh giá cao điểm hơn. Về cái phần tiếp theo là cái phần chỉnh bằng tay thì riêng về cái dòng vang số Shiso 1080 thì chúng ta có thể chỉnh full chức năng trực tiếp bằng tay nha các bác nhé. Chỉnh full chức năng trực tiếp bằng tay, đây em sẽ chỉnh cho các bác xem, nó sẽ chỉnh rất là đơn giản thôi. Chúng ta có thể chỉnh full chức năng bằng tay này, nâng cần, nâng giải equalizer này, ở đây nó ghi đầy đủ cần music này, các cái giải equalizer ở đây hết nhá các bác nhá. Đó, cần music nhạc vào như nào, chỉnh như thế này. Đó, và hiển thị ở đây nó đang là bao nhiêu dB, 6.0 dB hay là bao nhiêu đó. Đó chính là cái lợi thế của chiếc vang số Shiso 1080. Còn riêng về cái dòng vang số X12 thì nó lại không thể nào chỉnh full được chức năng. Mà khi mà chỉnh các cái thông số kỹ thuật ấy, nhiều bác là không biết về dòng vang số thì là sẽ chỉnh như kiểu là muốn chỉnh cái cần mic này đi chẳng hạn. Chỉnh cần mic đúng không ạ? Mà muốn nâng mic, nâng tone những các thứ như thế này thì các bác lại phải chỉnh bằng như thế này. Hệ thông số đang 24.3Hz này, cần mic effect này của nó nhá. Thì chúng ta sẽ chỉnh này. Đó, chỉnh bằng tay, nhiều bác không biết chỉnh thì nó rất là khó khăn. Đó, về cái quan điểm đánh giá của em Tuấn Audio thì về cái dòng vang số Shiso 1080 thì hơn và vượt trội hơn về cái dòng vang số X12. Đó chính là quan điểm của em. Còn công tắc nguồn, tiếp theo cái công tắc nguồn của chiếc vang số Shiso 1080 thì được trang bị ngay đằng trước, chỉ việc bấm vào thôi là bật tắt. Còn X12 thì công tắc nguồn lại bật tắt đằng sau. Nhiều người để các cái con vang này vào trong cái kệ, mỗi khi mà muốn bật con vang lên như là cái dòng vang số X12 thì lại phải thò tay ra đằng sau, nó rất là bất tiện đúng không ạ?
Còn như dòng CISO 1080 thì ngay đằng trước chúng ta có thể bấm bật tắt luôn ngay đằng trước, rất là tiện lợi. Cái điểm ăn điểm tiếp theo đấy là cái công tắc bật tắt nguồn các bác nhá. Công tắc bật tắt nguồn. Rồi. Và cái phần ăn điểm tiếp theo nữa mà em muốn nói của cái dòng vang số CISO và vang số X12 thì là cổng mic này. Các bác đang xem cổng mic của dòng vang số X12 thì được cắm ở đằng trước. Khi mà muốn kết nối cái dòng sản phẩm mic kết hợp với con vang để có thể hát karaoke thì chúng ta lại có thêm một cái dây nòi ra đây, cắm vào đây. Thế là nó rất là mất cái điểm về cái mỹ quan và cái tiêu chí đẹp để mà các bác để thiết kế vào một cái không gian phòng, nó nội thất cũng như là cái tủ kệ kính nhà mình tự nhiên nổi ra một vài cái dây nhìn nó rất là không được vừa mắt, đúng không ạ? Còn riêng về cái dòng vang số CISO thì được trang bị jack 6 ni và cái cổng mic nó ở đằng sau rồi. Thế nên là rất là tiện lợi và cảm giác nó rất là gọn nhẹ. Nó không còn toành toảng, nó không gọi là vướng víu gì đằng trước nữa. Đó là cái ăn điểm của chiếc vang số CISO 1080 các bác nhé. Và so về nội thất thì hai con vang số X12 và con vang số CISO 1080 thì đều sử dụng con chip analog huyền thoại. Và bộ xử lý của nó là DSP 21489. Đấy, các cái dòng thấp hơn thì nó sẽ là Anok Diva 21375. Còn dòng này nó cao cấp hơn thì nó sử dụng chip Anok Diva 21489, một trong những cái con chip xử lý đời cao, cho chúng ta cái tốc độ xử lý âm thanh rất là nhanh nhẹn. Thì về hai cái dòng này thì không thể nào mà chê được nữa. Nó rất là tiện lợi và nhanh. Còn riêng về cái quan điểm của em Tuấn Audio thì em đã là một người set up âm thanh, chỉnh sửa âm thanh, thì theo cái kinh nghiệm của em thì em đánh giá về cái chiếc vang số CISO 1080 về cái độ echo thì nó lại thua chiếc vang số X12. Chiếc vang số X12 về cái độ echo thì em đánh giá cao hơn chiếc vang số CISO. Tại vì sao? Tại vì cái độ mềm mượt của vang số X12 về cái độ echo nó rất là hay. Cái dòng CISO này thì nó thua thiệt. Cái đó là chiếc vang số X12 này lại được ăn điểm hơn về cái dòng echo. Còn về cái độ reverb thì em nghĩ là hai con này nó cũng giống nhau thôi. Nó cũng không hơn nhau là mấy. Dòng vang số CISO thì thua về echo, còn về reverb thì hai con ngang nhau. Về cái phần này thì chiếc vang số X12 là ăn điểm hơn so với cái chiếc vang số CISO nhé các anh nhá. Và cái cuối cùng em muốn so sánh ở đây nữa là về cái tiêu chí của người dùng. Có nghĩa là cái kiểu dáng thì rất nhiều người thích vuông thành sát cạnh ấy, thì người ta ưa thích cái màu tím và màu vuông như thế này. Và nếu mà bác nào mà muốn gọi là thon tròn, gọi là dễ sử dụng, nhìn nó dáng nó hơi mềm mại, thì cái chiếc vang số X12 thì nó lại được bo những cái viền tròn như thế này. Bo những cái viền tròn này cảm giác nó rất là mềm mại, nó không được vuông thành sắc cạnh như là cái dòng vang số CISO. Thì đó là hai cái điểm mà rất là nhiều người quan tâm. Tại vì sao nhiều người người ta quan tâm đến cái kiểu dáng của chiếc vang rất là cao? Đó chính là một trong những cái vài điểm mà em muốn so sánh trong cái video ngày hôm nay. Và vừa rồi thì em cũng đã nôi hết các thứ, những cái gì mà em gọi là so sánh kỹ hơn. Còn nếu mà các bác nào mà đã dùng từng trải nghiệm hai cái dòng sản phẩm này thì có thể là lên comment xuống bên dưới cái video để cho em Tuấn Audio biết và hiểu biết hơn nhé các bác nhé. Nói chung là để mà hiểu biết sâu sắc nhất về tất cả các dòng sản phẩm thì em chưa thể khẳng định được là mình là người chỉnh vang ngay và người có hiểu biết về tất cả các dòng sản phẩm. Thì vậy nên là em rất là mong muốn các bác đi trước cũng như các bác đã từng sử dụng các cái dòng sản phẩm như thế này rồi comment xuống cái video cho em thêm hiểu biết hơn về hai cái dòng sản phẩm này. Khi mà người tiêu dùng người ta dùng lâu năm rồi, người ta sẽ có những cái kinh nghiệm rất là quý báu, và từ đó thì những người thợ như em Tuấn Audio thì sẽ có thêm rất là nhiều những cái kinh nghiệm, và sau đó đi setup thì nó sẽ tốt hơn cho những cái người dùng sau này nhé các bác nhá. Thì em cũng xin được kết thúc video tại đây.
Nếu mà các bác thấy hay thì cho em xin một like vào video. Và có thắc mắc hay có những cái lời khuyên gì cho em Tuấn Audio mà em vẫn còn thiếu sót về so sánh hai chiếc vang số X12 và vang số Shiso 1080 thì các bác cứ comment xuống bên dưới video cho em Tuấn Audio nhá. Em rất là chân thành cảm ơn. Vâng, và em xin được kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video tiếp theo lần sau của bên em Tuấn Audio nhá. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.